Hacker lộng hành tấn công ví cá nhân và gom sạch loạt NFT giá trị. Một nhân vật có sức ảnh hưởng trong cộng đồng NFT trên Twitter, với tên thường gọi là NFT God, đã trở thành nạn nhân của một vụ hack. Trước vụ tấn công một ngày, NFT God đã tải xuống dịch vụ truyền phát video OBS. Tuy nhiên, anh ấy đã sử dụng một liên kết trên Google có chứa phần mềm độc hại. Vài giờ sau, tài khoản Twitter của NFT God đã thuộc về tay hacker. Sau khi phát hiện, anh ấy đã khôi phục quyền kiểm soát tài khoản Twitter của mình và xóa các dòng tweet mà hacker đã đăng. Vụ hack Twitter chỉ là khởi đầu của một chuỗi tấn công, vì tất cả các ví NFT God đã bị rút sạch tiền điện tử lẫn các NFT có giá trị cao. Vài giờ sau, hacker cũng đã kiểm soát cả Gmail, Discord và Substack của anh ấy. Hacker đã tiến hành gửi hai email có liên kết độc hại tới 16.000 người đăng ký của anh ấy. Mặc dù tổng thiệt hại vẫn chưa được tiết lộ, song một trong số những người đã mua lại NFT thuộc bộ sưu tập phổ biến câu lạc bộ du thuyền Mantra F bị đánh cắp của anh ấy từ hacker đã đề nghị sẽ trả lại NFT với giá vốn hơn 25.000 đô la. Thái Lan lên kế hoạch cấp phép cho các ngân hàng số vào năm 2025. Một tài liệu mới từ Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã tiết lộ về kế hoạch cho phép các ngân hàng kỹ thuật số hoạt động tại quốc gia này. Theo đó, Ngân hàng Thái Lan sẽ cho phép các ngân hàng kỹ thuật số đầu tiên của quốc gia cung cấp dịch vụ vào năm 2025 và đóng vai trò tương đương nhà cung cấp dịch vụ tài chính trong bối cảnh nhằm tăng cường cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thái Lan. Ngân hàng Thái Lan sẽ cấp 3 giấy phép khác nhau cho các công ty đăng ký vào năm 2024. Hiện đã có 10 bên quan tâm đến việc cấp phép. Các ứng cử viên đủ điều kiện sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Các quy định và giám sát đối với các ngân hàng kỹ thuật số cũng sẽ tương tự như đối với các ngân hàng thương mại truyền thống trong khuôn khổ cấp phép. Theo Ngân hàng Trung ương, các ngân hàng kỹ thuật số sẽ trải qua giai đoạn hạn chế trong những năm đầu hoạt động, với việc sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ nhằm ngăn ngừa rủi ro hệ thống tài chính. Cựu quan chức SEC đưa ra lý do đằng sau sự phục hồi của BTC. Một cựu quan chức của Quỹ ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ, viết tắt là SEC, John Bradstar, người nổi tiếng với quan điểm phản đối mạnh mẽ tiền điện tử, đã lên tiếng đưa ra lý do đằng sau sự phục hồi gần đây trên thị trường. Theo Star, việc thao túng thị trường đang đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của BTC. Đồng thời, ông cũng trích dẫn một phân tích từ Forbes về 157 sàn giao dịch tiền điện tử và kết luận rằng khoảng một nửa khối lượng giao dịch hàng ngày của BTC được báo cáo có khả năng là giao dịch rửa. Tuy nhiên, những người ủng hộ BTC đã lên tiếng bác bỏ những tuyên bố mới nhất của Star khi cho rằng các xu hướng kinh tế vĩ mô là những tác động chính đứng sau sự phục hồi của BTC. Son tăng ấn tượng, nỗ lực trở lại top 10 tiền điện tử lớn nhất. Sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11, hiệu suất giá đồng Son của Solana đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2023, Son đã tăng vọt đến 135%, khiến nó trở thành một trong những loại tiền điện tử hoạt động tốt nhất vào năm 2023. Vào thời kỳ đỉnh cao của loạt FUD, Son được giao dịch với giá thấp nhất là 9 đô la. Và hai trong số các dự án NFT hàng đầu trên mạng cũng quyết định dời sang các mạng khác do hoạt động mạng kém. Nhưng hiệu suất giá khổng lồ của mã thông báo trong 2 tuần qua đã đẩy giá Son lên cao ngất ngưỡng. Tính đến 8 giờ 30 sáng nay, Son đang giao dịch tại 23,3 đô la, tăng đến 54,2% trong tuần, theo sát Matic của Polygon, để trở thành top 10 tài sản kỹ thuật số hàng đầu. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, vốn hóa thị trường của Son đã tăng từ 5 tỷ đô la lên 9 tỷ đô la chỉ trong 7 ngày qua. Bên cạnh đó, dữ liệu của Delphi Digital cũng cho thấy Solana DEX đã chứng kiến tổng số ví hoạt động tăng đến 83% kể từ đầu năm 2023. Bulgari tuyên bố cuộc điều tra về Neso không liên quan đến chính trị. Người phát ngôn của các công tố viên trưởng Bulgari, Sirica Meleva, đã lên tiếng bác bỏ những đồn đại gần đây về cuộc điều tra đối với Neso có liên quan đến các khoản đóng góp chính trị. Theo Meleva, hầu như tất cả các trường hợp công tố mở cuộc điều tra làm ảnh hưởng đến lợi ích tài chính của bất kỳ một thực thể nào đều liên quan đến một tội danh nhất định. Bên cạnh đó, Meleva cũng cho biết rằng các giao dịch do Neso thực hiện lên tới 94 tỷ đô la trong khoảng thời gian 5 năm, đồng thời nhấn mạnh rằng một nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động ở một số quốc gia kể từ đầu năm 2018 đã bị điều tra. Như Ritolipven đã đưa tin, vào ngày 12 tháng 1, một nhóm công tố viên Bulgari đã đột kích vào một số văn phòng của Neso ở thủ đô Sofia với lý do xoay quanh các cáo buộc về một kế hoạch rửa tiền quy mô lớn cũng như vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế của Nga. Trong vòng chưa đầy 48 giờ sau, 4 người đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa rõ các cá nhân trên có liên quan đến Neso hay không. Sau đây, mời các bạn cùng đến với chuyên mục Có thể bạn chưa biết. Top 3 ông chủ công nghệ tệ nhất năm. Trong một thập kỷ qua, các CEO công nghệ luôn được nhắc tên với những thành tựu nổi bật hoặc có tầm ảnh hưởng lớn. Nhưng năm 2022, mọi thứ đã thay đổi. Theo Guardian, dưới đây là những CEO công nghệ tệ nhất năm qua vì đã khiến công ty của mình gặp khó khăn hoặc sụp đổ. 1. Sam Bankman-Fried, FTX. Đầu năm nay, Bankman-Fried được đánh giá là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới tiền điện tử.
và có mối quan hệ thân cận với các chính trị gia. Nhưng kể từ tháng 11, mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn khi sàn giao dịch FTX do Sam điều hành sụp đổ. FTX sụp đổ và nộp đơn phá sản, kéo theo hơn 100 công ty liên kết lao đao. 2. Mark Zuckerberg, Meta. Người đứng đầu Meta, Mark Zuckerberg, đã gặp nhiều trở ngại khi phải cắt giảm chi phí và đã quyết định sa thải hàng loạt các nhân viên trong năm nay. Tháng 11 vừa qua, công ty này đã thông báo sa thải hơn 11.000 nhân viên và Zuckerberg phải thừa nhận sai lầm khi quá đầu tư cho Meta. 3. Elon Musk, Twitter và Tesla. Cuối tháng 10, Elon Musk chính thức lên tiếp quản Twitter và đã đưa ra hàng loạt thay đổi gây tranh cãi. Chỉ trong 2 tháng điều hành ngắn ngủi, Musk đã làm nội bộ Twitter xáo trộn hoàn toàn. Trong khi đó, hàng loạt cổ đông lâu năm của Tesla thì đang chỉ trích Musk vì đã quá tập trung vào công ty mới mà bỏ quên hãng xe điện với tình hình kinh doanh ngày một khó khăn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin trưa của CryptoLitVN. Đừng quên đăng ký tài khoản tại website CryptoLitVN.com để trải nghiệm các tính năng earn thông qua 4 cơ chế kiếm tiền hấp dẫn. CryptoLitVN xin chào và hẹn gặp lại!